Nhớ chưa từ cây này này. Dạ. Với cây này là cây trên. Đó. Mà người ta đi quay cũng đông lắm mà. Dạ. Cái này cũng là cổ thụ này. À. Hồi xưa cây này nó không có ai hết trơn á. Đi mình rẻ bố nó chờ. Năm ngoái con có về cái nè. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lâu quá rồi không gặp đâu, chú thì lên con bây giờ lại được. Con đây. Đây. Đây là tổ tiên, đây là tổ bà nội. Tổ tiên bà nội. Còn bà nội là đến đi là ông nội tôi này. Bà nội tôi. Rồi bà nội của nhớ là anh em ruột này. Tức là thờ với ảnh đây này. Dạ không biết. Không biết. Thờ đó. Đấy. Chùa ở trên Huế bán ạ. Ở Huế bán ạ. Dạ. Cái vô lưng á là tôi chạp và tôi muốn liên lạc không biết cái chỗ không. À. Thành năm đi, nên năm đi, sắp tới tại đây, chúng tôi lấy điện thoại của cô. Dạ, bây giờ em có đứa em ruột ở đây này, dùng ở Huế. Dạ. Có cái điện thoại, nhưng mà có cái sổ, có điện thoại bác không ở bên cái đá. Có điện thoại. Dạ. Còn bà nội, ông nội bối, vậy là bà nội cô. Hai nè. Là hát đi đúng không? Anh em rồi. Đúng không? Rồi anh kia bằng anh. À, bằng anh. Bà nội con em rồi từ ba chủ kia ba con anh sẽ đang được tiếp anh nhờ lo ba là tặng một tặng nha còn mấy trẻ là ba con cũng nghe tên lúc trước tại lúc nhỏ ba con lúc cũng biết chuyện về tôi lắm nghe cũng tay cũng biết chuyện nhưng mà khi gặp một lần không nhớ mà con đi lâu quá đi ba cũng năm rồi. Cái là bà bán đó ở trên Huế đó. Các con là chủ là làm tỉnh đó, làm cái có ấy. Thôi chưa làm mình chưa cho chả. Rồi đó là có cái thảo rồi, chứ có là không nha. Đấy, thấy nhau đấy. Đây là ông bà xã rồi, từ đây. Họ là chả anh biết. Bậc ba tế chí. Bậc ba tế chí. Ba tôn nữ thì Huế. Tôn nữ thì Huế. Rồi yeah. Chúng Tây. Dạ. Hỏi cho thỉnh gửi lời thăm anh chị bên ở phía tưởng anh có về mà không có lực đực mà đi lên. Tại chú chưa lên mà hỏi tạo hình đấy. Bên anh thôi. Tôn là cục nhất lên. Thiệt á. Cục. Vì là tên gặp anh. Môn. Và lên gặp chị về trong thôi mày trong nóng nắng gặp trong thân ra đình tôi là gần quả thì những chẳng xa gì bố mà đừng gặp được ví dụ chữ chứ tao nói không